Giang và các bạn ơi, nhìn thấy cái bánh này dễ thương không nè? Đây là bánh mì nho quế đó. Hôm nay mình khuyên chia sẻ cho một số các chị em không có máy nhồi bột cũng như là không có lò nướng. Mình sẽ làm bánh này dễ dàng, bánh nở bông lên luôn. Và bây giờ sẽ cùng làm bánh này cho gia đình nha. Cái bột này sẽ làm cho bánh mềm xốp lâu, 100 ml nước hay là 100 g. Mình cho vào đây bột mì, làm bánh mì, bread flour 20 g. Quậy cho nó hết phấn cục rồi đó, thì mình sẽ nấu ở lửa lớn. Vừa nấu vừa quậy cho đến khi bắt đầu mình thấy nó hơi lên khói rồi đó, thì hạ xuống lửa trung bình, rồi để lửa nhỏ luôn. Khuấy giống như là một dạng hồ, nó đặc như vậy là được nè, gần như là không chảy. Bây giờ mình để nguội bên ngoài xong rồi đó, mình mới cho vào trong tủ lạnh. Và cái bột này là tốt nhất, mình phải để qua đêm trong tủ lạnh, rồi hôm sau mình làm bánh thì cái bánh của mình nó mới ngon. Khoảng 7 đến 10 tiếng trong tủ lạnh. Nguyên liệu sẽ có sữa tươi không đường, bơ không muối, 3 cái trứng gà, chanh, men làm bánh mì, bột mì làm bánh mì bread flour ở Đức là 550 và ở Việt Nam là số 13. Các chị em ở Mỹ cũng có thể sử dụng cái all purpose flour cũng được luôn, miễn sao là cái hàm lượng protein nó sẽ chiếm từ 11,7% trở lên. Một gói vani. Nhân bánh thì có thể cho nho, cho dừa hoặc là cho thịt nguội, dăm bông, nói chung là nhân gì cũng được, tùy thích. Cái bột này trước khi làm bánh thì để ra ngoài một chút xíu cho bớt lạnh. Có thể nhồi máy hoặc là nhồi tay, hôm nay mình khuyên chia sẻ cách nhồi tay. Đầu tiên mình cho hai trứng vào trong cái thau. Mỗi một trứng không có vỏ là 55 g. Hai trứng là 118 g. 1/2 muỗng cà phê chanh, tức là một chút xíu nước cốt chanh. Đây là men làm bánh mì instant, tức là men khẩn luôn á, không cần kích hoạt. Nếu mà men active thì mình phải kích hoạt. Mình lấy 500 men, tức là khoảng 1,5 muỗng cà phê. Men là yeast. Tùy theo ăn ngọt nhiều hay ít, mình sẽ cho đường. Mình cho 60 g. Anh chị em và các bạn ăn ngọt thì cho nhiều hơn nha. Đường vani một gói, 8 g. Sau đó mình quậy lên. Một muỗng canh sữa tươi không đường. Bột làm bánh mì mình sẽ cân từ 280 g cho đến 300 g bột. Dầu ăn hoặc là bơ 20 g. Mình cho dầu ăn luôn, tức là dầu hướng dương nè. Cho cái bột này vô. Mình lấy 40 g bơ để vừa quét khuôn và vừa nhồi bột. 40 g. Cái này là hơi ướt nè, mình sẽ cần thêm 20 g nữa, tức là tổng cộng là 300 g bột đó. Và cũng tùy theo độ hút nước của bột. Mình sẽ cho ra bàn nhồi nha. Cho một chút xíu dầu ăn, thoa mặt bàn. Mình sẽ nhồi sơ. Rồi mình đẩy qua đẩy lại như vậy nè. Lăn khoảng 10-20 vòng. Rồi sau đó lấy phu ly đậy lại. Ni lông này mình cũng thấm dầu để cho nó không dính. Sau đó đậy lại, để đây. 5 phút sau mình quay lại nha. Sau khi ủ 5 phút mình sẽ cho một chút xíu siêu, khoảng 10 g bột ra bàn. Tay thoa dầu ăn và một chút xíu bột. Lưu ý là đừng cho bột nhiều quá là nó sẽ bị cứng bánh đó.
Bây giờ mình đã nhìn thấy cái bột nó mềm ra hơn rồi. Rắc bột lên. Chị em và các bạn sẽ nhồi theo cái kiểu này nè. Tức là mình lăn tròn thì nó không có dính tay. Bột sẽ hơi nhão bởi vì là nhồi tay cho nó nhẹ. Một chút xíu bột nữa. Tổng cộng mình sẽ cho khoảng 20 gram bột đó. Và nhồi theo kiểu gập bột. Nhồi khoảng 1 hoặc là 2 phút. Thì vo tròn lại. Đậy để ở đây khoảng 2 phút. Sau 2 phút mình tiếp tục nhồi, nhưng mà kỳ này mình đừng có lấy bột nữa mà tay mình thoa dầu. Bởi vì cho nhiều bột là nó sẽ bị khô bánh. Anh chị em và các bạn sẽ thấy bột lúc này nó đã có độ mềm dẻo rồi. Đó. Nó dai luôn đó. Và bây giờ thì cũng giống như lúc nãy, nhồi gập. Tức là mình nhồi như vậy. Gập từ ngoài. Và sẽ thấy không có dính tay nữa. Anh chị em và các bạn sẽ lấy một miếng bột. Mình kéo ra. Vo lại rồi xong rồi kéo ra. Sẽ thấy nó có một cái độ dai. Người ta gọi là kéo màng đó. Thì lúc này mình mới cho bơ. Bơ bây giờ cũng hơi mềm nhưng mà vẫn lạnh. Chỉ cần mình để khoảng 10 phút hoặc thì cái bột nó mịn ra, nó bóng nè. Do vậy nhồi tay nhẹ nhàng, anh chị em và các bạn nhớ làm cái cách này thì không phải nhồi cực. Nhưng mà khi lúc mình cho bơ vô thì nhồi hơi khó bởi vì là bơ nó chảy ra trong đây. Sử dụng hai tay. Bên ngoài đếm vô bên trong. Như vậy đó. Tức là mình co hai cái tay mình lại, mình nhồi bằng cái này. Cái này nè. Thì bột nó mới không có bị dính tay. Ngày xưa lúc mình khiên làm bánh mà chưa có máy đó, nhồi tay thì cũng nhồi như vậy đó. Bắt đầu nó sẽ hơi khó nè. Nó bời rời ra. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục nhồi nha. Đây là sau khi nhồi khoảng 3 phút đó. Vo tròn lại. Ủa đây khoảng 3 phút nữa. Nhớ đậy lại. Để cho bột không bị khô. Và mình sẽ gập từ ngoài vô. Xong rồi đó. Chị em và các bạn thấy cái cách nhồi tay dễ không? Nhẹ nhàng nữa. Mà bột của mình nó mịn, phẳng và bóng. Nho khô tùy theo thích ít hay nhiều. Mình lấy khoảng 80 gram. Rửa trong nước hoặc là trong sữa. Tức là mình ngâm trong vòng khoảng 5-7 phút á. Khuôn nào cũng được. Có khuôn nào thì làm khuôn đó. Hôm nay mình chỉ có cái khuôn này thôi. Thành thử ra mình lấy cái khuôn này để cho nó vừa cái nồi. Và cho bơ. Chống dính. Sau đó mình sẽ đổ ra rây. Cho ráo.
Cho vô đây một muỗng canh bột khô, bột mì khô, trộn lại. Quay lại, mình sẽ cán cái bột này ra. Anh chị em và các bạn sẽ cán thành ra hình chữ nhật. Bơ mềm, bơ mềm mình cho lên trên cái miếng bột 2 hoặc là 3 cm, mình chừa lại để chút xíu nữa mình cuộn mới dính. Sau đó cho nho, mình cho nho lên khoảng 1/3 của cái miếng bột này thôi, cũng có thể cho quế nữa, tức là cinnamon hay là cimt, mình rắc lên ít thôi, khoảng 1/4 muỗng cà phê vậy đó. Sau đó mình sẽ cuộn lại. Mình cuộn đến đây còn 1/3 này. Chị em và các bạn sẽ lấy dao hoặc là lấy cái cây cắt pizza, mình cắt thành những cái đường nhỏ nhỏ khoảng 1 hoặc là 1,5 cm, cắt đứt luôn nha, dao cũng được nữa. Mình cắt ngược tay, cắt tay trái này chứ không thuận chút nào luôn á. Rồi sau đó cuộn tiếp. Xoay tròn lại, gối đầu vô lại. Mình sẽ đậy lại rồi đi ủ. Mình sẽ ủ trong nồi hấp luôn. Mình sẽ nấu cho nước ấm, tức là khoảng 40 độ C. Sau đó tắt, cho khuôn vô. Mình sẽ ủ ở đây trong vòng 40 phút cho đến khi nở gấp đôi. Sau khi mình ủ được 40 phút, anh em và các bạn thấy nó nở đầy lên luôn á. Mình sẽ nấu nước sôi. Trong lúc nấu nước thì mình quét mặt bánh, một lòng đỏ trứng, một chút xíu siêu dầu ăn hoặc bơ, 1/2 muỗng cà phê sữa tươi không đường, đánh tan, nhớ quậy đều lên, rồi sau đó quét nha. Cẩn thận coi chừng phỏng nha. Mình sẽ lấy cái phô ly chịu nhiệt, cái này chịu được 200 độ C đó, và đậy lên trên mặt bánh. Mình sẽ đậy cho chút nước nó rớt xuống đó. Rồi sau đó đậy nắp lại và hấp thôi. Sau khi hấp được 5 phút, mình đã thấy bánh nổi lớn lên luôn. Bếp chín số mình hấp ở số 7 và không mở nắp nồi. Trong vòng 30 phút, mình tắt lửa, rồi sau đó vẫn giữ bánh trong nồi, đậy nắp kín. 5 phút sau mình mở ra nha. Đó, trời, nó nở thấy tương luôn. Bây giờ phải lấy ra để gần trên chị em và các bạn nhìn thấy cái bánh của mình nè. Hồi nãy có chút xíu, bây giờ nó nở muốn đầy lên trên luôn. Làm cái rằm là coi như là xong hết luôn á. Nhìn giống y chang như là bánh mì nướng luôn. Cái màu đẹp quá chừng. Chị em và các bạn thấy không? Không có bị ướt một chút nào. Nở tốt quá chừng luôn. Cho nên bánh nhẹ tưng à. Cái mặt bánh nè. Chị em và các bạn thích làm bánh không cần lò nướng, không cần máy,
thì có thể vào bếp và làm cho gia đình nha. Bánh mì, nho quế. Đó, trời ơi, đẹp quá. Bên dưới cũng dễ thương nữa. Cái khuôn này làm bánh dễ thương ghê chưa? Vậy em và các bạn cùng làm bánh cho gia đình và ăn ngon nha. Mình đã phá tan thành một cái bánh. Anh chị em và các bạn có thể cho nhiều đường hơn một chút nữa nếu mình ăn ngọt nha. Đó, bánh mì ngon chưa? Mềm xốp nè. Ngon hen.